Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem bản tin bóng đá của chúng tôi với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá châu Âu AFC, lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết giải Futsal châu Á 2024 sẽ được tiến hành tại trụ sở AFC Kuala Lumpur, Malaysia vào 14 giờ ngày 14 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Tham dự vòng chung kết giải Futsal châu Á 2024 có tổng cộng 16 đội tuyển và được chia vào 4 nhóm hạt giống để bốc thăm chia bảng. Đội tuyển Việt Nam thuộc nhóm số 2 cùng với Tajikistan, Kuwait và Ả Rập Xê Út. Vòng chung kết giải Futsal châu Á 2024 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 17 tháng 4 đến 28 tháng 4 năm 2024. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng tại mỗi bảng. Hai đội nhất, nhì tại 4 bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. 4 đội thắng tại tứ kết sẽ tiếp tục đi vào bán kết để chọn ra hai đội chiến thắng giành quyền vào chung kết tranh vô địch. Đội tuyển Futsal Việt Nam đã giành quyền tham dự vòng chung kết Futsal châu Á 2024 với ngôi nhất bảng D sau 3 trận toàn thắng trước Hàn Quốc, Mông Cổ và Nepal tại vòng đấu loại. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Diogo Jotoji tại vòng chung kết là cạnh tranh vé dự World Cup Futsal lần thứ 3 trong lịch sử. Sau khi nhận đề xuất từ VPF, Ban kỷ luật VFF đã đưa ra hình thức xử phạt với các cá nhân và tập thể liên quan đến vụ xô xát trên sân Quy Nhơn trong trận đấu giữa Bình Định và Thanh Hóa ở vòng 5 V-League 2023-2024. Trong trận đấu giữa Bình Định và Thanh Hóa ở vòng 5 V-League 2023-2024, trong một loạt tình huống xô xát giữa cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đôi bên đã diễn ra ở những phút cuối trận. Sau đó căng thẳng tiếp diễn khi cổ động viên trên sân ném chai lọ xuống khu vực của đội khách Thanh Hóa. Sau trận đấu thì còn có những cổ động viên đến cả khách sạn của Thanh Hóa để có những lời nói xúc phạm. Theo đó thì ban tổ chức sân Quy Nhơn bị phạt 30 triệu đồng do không đảm bảo công tác an ninh an toàn cho trận đấu. Ông Bùi Võ Việt Tuấn, phó trưởng đoàn câu lạc bộ Bình Định bị phạt 15 triệu đồng và cấm làm nhiệm vụ trong băng ghế huấn luyện 4 trận liên tiếp. Bác sĩ Dương Tiến Kỳ của câu lạc bộ Thanh Hóa bị cấm làm nhiệm vụ 2 trận đấu tiếp theo và phải nộp phạt 10 triệu đồng. Bên cạnh đó thì ban kỷ luật VFF cũng nhắc nhở và đưa ra án phạt cảnh cáo với tập thể ban huấn luyện câu lạc bộ Bình Định vì không giữ được bình tĩnh để xảy ra va chạm với các đội khách Thanh Hóa. Huấn luyện viên Công Ngô Quyên của câu lạc bộ Công an Hà Nội không phải nhận án phạt bổ sung từ ban kỷ luật VFF sau trận đấu với Nam Định. Phút 34 của trận đấu giữa Nam Định và câu lạc bộ Công an Hà Nội ở vòng 5 V-League 2023-2024, huấn luyện viên Công Ngô Quyên phản ứng với các trọng tài khi cho rằng ông xác định sai tình huống ném biên cho Nam Định. Huấn luyện viên người Hàn Quốc dùng chân cản bóng không để cầu thủ Nam Định Trần Văn Kiên thực hiện pha ném biên. Hành động này khiến đôi bên nổ ra tranh cãi và phải nhận thẻ vàng từ trọng tài chính. Sau trận đấu thì ban kỷ luật VFF đã cân nhắc khả năng có án phạt bổ sung dành cho thuyền trưởng của câu lạc bộ Công an Hà Nội vì vụ việc có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh chung của giải. Tuy nhiên sau khi xem xét kỹ lại tình huống, ban kỷ luật VFF đã quyết định không có thêm án phạt nào được đưa ra thêm cho huấn luyện viên Go Ngo Quyên ngoài thẻ vàng được ghi nhận từ trọng tài chính. Như vậy nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn sẽ được tham gia chỉ đạo trận đấu câu lạc bộ Công an Hà Nội gặp Quảng Nam ở vòng 6. MU đã thất bại 0-1 trước Bayern Munich trên sân nhà ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2023-2024. Trận thua này đã khiến Quỷ Đỏ phải dừng bước ngay từ vòng bảng và thậm chí không còn xuất xuống đá vòng loại trực tiếp của Cúp C2 châu Âu. Không những có thành tích không tốt, MU còn tổn thất lực lượng nghiêm trọng sau trận đấu ở Old Trafford khi Harry Maguire và Luke Shaw chấn thương. Trong khi đó thì Raphael Varane cũng gặp vấn đề thể lực và không thể hoàn thành trận đấu. Không chỉ thế thì MU cũng đang gặp khủng hoảng ở vị trí trung vệ, khi Lindelof cũng đang gặp vấn đề, còn Lisandro Martinez thì chưa hẹn ngày trở lại. Nhiều khả năng Varane chưa đạt thể trạng tốt nhất cũng sẽ phải đá chính bên cạnh Johnny Evans trong trận đấu tới ở Anfield. Các bạn vừa xem bản tin bóng đá, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.